Xin chào các bạn học sinh lớp 7. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái phần giải bài tập ở cái phần lớp thú hay còn gọi là lớp có vú. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần đầu tiên, phần A là bài tập có lời giải. Bài 1, hãy nêu đặc điểm đời sống và sinh sản của thỏ. Như vậy ở trong phần này chúng ta sẽ có hai nội dung chúng ta trình bày. Thứ nhất là đặc điểm về đời sống và thứ hai là đặc điểm về sinh sản. Khi nói về đời sống của thỏ thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái nơi ở của nó. Thì thỏ thì chủ yếu là nó sống ẩn náu ở trong hang, trong bụi rậm. Cái mục đích của nó là để nó lẩn trốn kẻ thù. Vì nó không có khả năng chống trả cho nên cái đời sống của nó sẽ gắn liền với cái tập tính đó là lẩn trốn kẻ thù. Về cái cách kiếm ăn của thỏ thì đương nhiên nó sẽ kiếm ăn chủ yếu là vào buổi chiều và vào ban đêm khi mà cái kẻ thù của nó là ít đi săn hơn. Và thức ăn của nó là nó sẽ ăn cỏ, ăn lá và bằng cách là gặm từng mảnh. Cho nên là chúng ta thấy là cái phần hai cái răng trước của thỏ nó rất là dài để thích nghi với cái việc là gặm nhấm. Cho nên là người ta thấy là làm chuồng thỏ người ta không bao giờ làm bằng những cái vật liệu thiên nhiên. Vì thỏ nó sẽ gặm để bào mòn cái răng và nó sẽ gặm được cái chuồng, nó sẽ thoát ra bên ngoài. Và thỏ là động vật hằng nhiệt. Thì ở cái lớp trước, cái lớp chim chúng ta cũng đã nắm được cái khái niệm hằng nhiệt rồi đúng không? Hằng nhiệt có nghĩa là hằng số này, nhiệt là nhiệt độ này. Có nghĩa là nhiệt độ ở đây là một hằng số không đổi. Thì động vật hằng nhiệt hay còn gọi là động vật đẳng nhiệt thì đó là những cái động vật mà có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Nhiệt độ môi trường dù có tăng lên cao hoặc là xuống thấp thì nó cũng sẽ tự điều chỉnh cái mức nhiệt độ của nó ở một cái mức là cố định. Thì đó là cái đặc điểm về đời sống. Về cái đặc điểm về sinh sản của thỏ thì mình sẽ trình bày về cái cơ quan sinh sản của thỏ đực và thỏ cái là nó khác nhau này. Thỏ đực thì nó có cái cơ quan giao phối và cái sự thụ tinh của nó là trong cái cơ quan sinh sản của thỏ cái. Trứng thì nó được thụ tinh trong và trứng sẽ phát triển thành phôi và cái phần thai này sẽ được nuôi dưỡng bởi cái chất dinh dưỡng của mẹ qua cái bộ phận nhau thai. Tại đây thì các chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ sẽ vào phôi và chuyển các chất bài tiết từ phôi chuyển sang cơ thể mẹ để thải ra bên ngoài. Và cái hiện tượng để con mà có nhau thai như vậy người ta gọi đây là hiện tượng thai sinh. Và hiện tượng thai sinh này nó chỉ có ở lớp thú, có nghĩa là thai sẽ phát triển trong cơ thể của mẹ. Và từ khi thỏ mẹ mang thai cho đến khi nó để con là khoảng 30 ngày. Và thỏ con mới đẻ thì nó cũng chưa có lông, chưa có mở mắt và nó sẽ được nuôi là bằng sữa mẹ. Nó sẽ bú sữa mẹ để lấy chất dinh dưỡng. Như vậy là cô đã giải thích giúp các bạn về những cái đặc điểm về đời sống và sinh sản của thỏ. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai nha. Chúng ta chuyển sang cái bài 2. Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù. Như vậy đây người ta nêu cho chúng ta một cái bảng trong này có những cái bộ phận cơ thể của thỏ như là bộ lông này. Chi thì có vuốt bao gồm chi trước, chi sau. Giác quan ở đây là chúng ta quan tâm đến mũi, lông xúc giác, tai và vành tai. Thì chúng ta sẽ nêu cái cột bên đây là đặc điểm cấu tạo ngoài. Và cái đặc điểm đó nó sẽ thích nghi như thế nào? Có nghĩa là trong cái cột này chúng ta sẽ giải thích vì sao nó lại hình thành cái đặc điểm đó để thích nghi với cái đời sống và cái tập tính đó là gì? Lẩn trốn kẻ thù. Rồi, đầu tiên này, thứ nhất là bộ lông. Thì lông của thỏ là lông mao dày và xốp. Khác với cái bộ lông ở chim chúng ta học rồi đó là lông vũ nha các em. Còn đây là đối với lớp thú là bộ lông của nó là lông mao dày xốp. Và cái bộ lông mao này nó sẽ có tác dụng là gì? Nó sẽ giữ nhiệt tốt và nó sẽ giúp thỏ an toàn khi nó lẩn trốn ở trong bụi rậm. Thì trong quá trình mà nó chui vào bụi rậm thì cái lớp lông mao dày xốp này sẽ giúp nó là chống lại những cái tác động cơ học từ bên ngoài, ví dụ sự va chạm của các cành cây, lá cây để nó không có tổn thương cái phần da của thỏ. Về phần chi của nó thì đối với chi trước thì chi trước của thỏ thì chúng ta thấy nó ngắn, kém phát triển hơn là hai chi sau. Và cái hai cái chi trước này nó sẽ có tác dụng là đào hang và tham gia vào việc di chuyển. Và chi sau của thỏ thì nó rất là dài, khỏe
và nó thích nghi với đời sống lẩn trốn kẻ thù, thì không chống lại được kẻ thù thì nó sẽ lẩn trốn bằng cách là chạy thật nhanh. Và cái chi sau dài khỏe này sẽ giúp cho thỏ bật nhảy được xa, giúp nó chạy nhanh khi mà nó bị săn đuổi. Về cái giác quan của nó, đối với mũi và cái lông xúc giác ở phía trước mũi thì mũi nó rất là thính, và lông xúc giác thì nó có cảm giác và xúc giác rất là nhanh nhạy, cho nên giúp nó thăm dò được thức ăn môi trường và phát hiện ra được cả kẻ thù để mà lẩn trốn. Đối với tai và vành tai của thỏ thì tai rất là thính, và chúng ta thấy cái vành tai của thỏ rất là lớn, dài và cử động được về các phía, giúp cho nó định hướng được âm thanh và phát hiện sớm ra kẻ thù để mà nó chạy trước, lẩn trốn trước. Đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái câu tiếp theo, câu số 3 nha. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 3, đó là nêu đặc điểm hệ cơ xương của thỏ. Thì trong phần này chúng ta sẽ trình bày hai cái đặc điểm hệ cơ và đặc điểm về bộ xương. Thì đối với cái bộ xương của thỏ thì nó cũng chia làm 3 phần, đó là xương đầu, xương thân và xương chi. Đối với cái phần xương đầu thì nó bao gồm có cái phần hộp sọ và các cái xương hàm. Đối với xương thân thì nó có cột sống là do các cái đốt xương sống khớp lại với nhau, và nó chia làm 5 đoạn. Đó là đoạn cổ, đoạn ngực, đoạn thắt lưng, đoạn xương chậu và đoạn xương đuôi. Lòng ngực thì do các cái xương sườn nó ghép lại tạo thành, và các cái đốt sống ngực và xương mỏ ép thì hợp lại tạo thành một cái lòng ngực để bảo vệ những cái nội quan bên trong. Trong cái phần này người ta chỉ yêu cầu chúng ta nêu cái đặc điểm của xương thôi, cho nên chúng ta không cần phải nêu ra cái chức năng của nó. Xương chi thì ở mỗi phần chi trước và chi sau thì nó đều có là cái phần đai, thì gồm có đai vai và đai hông. Đối với xương chi trước thì chúng ta nhớ là nó có phần đai vai nha, xương chi sau thì nó có phần đai hông và cái phần tự do của chi. Về đối với hệ cơ á, thì phát triển nhất là các cái cơ chi sau và các cơ vận động đốt sống. Nó có cơ hoành và các cơ liên sườn. Chúng ta nhớ cái chỗ này này, cơ hoành tức là cái cơ ngăn cắt giữa khoang ngực và khoang bụng. Còn các cái cơ liên sườn này thì nó sẽ tham gia vào việc cử động hô hấp ở lòng ngực. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái bài tiếp theo, bài số 4 nha. Rồi trong cái bài số 4 này người ta yêu cầu chúng ta là hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng thành phần của các cái hệ cơ quan sau. Thứ ở đây người ta cho chúng ta 6 cái hệ cơ quan, đó là tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, thần kinh và sinh sản. Và nhiệm vụ của mình là nêu các cái thành phần của những cái cơ quan này ra. Thì khi nói đến hệ tuần hoàn thì chúng ta sẽ nói đến tim và hệ mạch. Tim thì đối với thỏ thì nó bao gồm tim có 4 ngăn, và 4 ngăn này đã hoàn chỉnh rồi, tức là bao gồm hai tâm thấp ở phía trên có kích thước nhỏ hơn so với hai tâm nhĩ ở phía dưới, và nó có hai vòng tuần hoàn. Hai vòng tuần hoàn ở đây là gồm có một vòng tuần hoàn nhỏ là qua phổi và một vòng tuần hoàn lớn là qua tất cả các cái cơ quan ở trong cơ thể. Về hệ hô hấp thì nó có khí quản, phế quản và phổi. Và phổi lớn có rất là nhiều túi phổi làm tăng cái bề mặt trao đổi khí của phổi, cho nên cái hiệu quả hô hấp sẽ rất là lớn. Khi nói đến tiêu hóa thì chúng ta nói đến ống tiêu hóa và cái tuyến tiêu hóa. Đối với thỏ thì cái ống tiêu hóa sẽ bắt đầu từ miệng, và miệng nó có cái răng cửa rất là sắc và răng hàm kiểu nghiền, thiếu răng nanh. Tiếp theo miệng là đến thực quản, đến dạ dày, đến ruột non, manh tràng thì phát triển, và đến ruột già. Khi nói đến tuyến tiêu hóa thì chúng ta nói đến tuyến gan và tuyến tụy. Tiếp theo đó là cái hệ bài tiết. Thì hệ bài tiết thì ở đây thận của nó chính là cái thận sau, đã có cấu tạo rất là hoàn thiện, có ống dẫn nước tiểu và có bóng đái. Và bóng đái thì đương nhiên là sẽ trữ nước đái và thải ra ngoài là qua ống đái. Hệ tiếp theo đó là hệ thần kinh. Thì đối với thỏ là hệ thần kinh là một trong những cái hệ mà rất là phát triển, rất là tiến hóa so với những cái lớp động vật trước mà chúng ta đã học. Nó có cái bán cầu não trước và tiểu não rất là phát triển. Mà chúng ta biết tiểu não là nơi sẽ xử lý những cái cử động phức tạp của cơ thể. Các cái giác quan có mắt thì không tinh lắm, trong ngược lại thì thính giác, khứu giác và xúc giác thì lại rất là phát triển.
Vì sao ở đây cô giải thích vì sao mắt của nó là không tinh lắm? Vì chủ yếu là nó hoạt động vào buổi chiều và chập tối, và thời gian đó thì ánh sáng rất là yếu, cho nên là mắt của nó là không có tinh, bởi vì nó không cần thiết cho cái hoạt động của nó. Nhưng mà thính giác, khứu giác và xúc giác thì là rất là phát triển, rất là thích hợp với cái lối sống của và cái tập tính là đi ăn vào cái buổi chiều và chập tối của thỏ. Về cái đặc điểm sinh sản thì con cái thì có buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung, con đực thì có tinh hoàn, ống dẫn tinh và cơ quan giao phối. Như vậy là cô vừa trình bày cho các bạn các cái thành phần của các cái hệ cơ quan ở ở thỏ, và nó cũng kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Thì nếu chỗ nào còn thắc mắc thì các bạn cứ comment ở dưới, cô sẽ giải đáp. Hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo. Nhớ like, share bài giảng và đăng ký vào kênh của thầy Quang nhé. Chúc các em học tốt.